mến, nhắc đến mùa xuân, chắc hẳn trong trái tim của tất cả chúng ta đều trào dâng lên thật nhiều. Ta chào đón ngày lễ hội của chúng mình nào. Và các bé ơi, tiền vô như nước, phước lộc đầy nhà, người già vui vẻ, con trẻ sắc quan, thịnh vượng an khang, giàu sang đón Tết. Con cánh tay chúng mình lên nào. Rất là giỏi, con thưởng chúng mình một tràng pháo tay thật to. Rồi, con mời chúng mình ngồi xuống nào. Và tiếp theo, chúng mình có muốn tham gia trò chơi giải câu đố mừng Tết với cô không? Wow, cô thấy các bạn trường mình giỏi thế nhở? Trường cô là mái trường. À, rất là giỏi, một tràng pháo tay thật to dành tặng cho con nào. Và cô Hương còn có một câu hỏi nữa đấy. Câu hỏi này dễ hơn một chút nữa. Cô sẽ hỏi các em 3 tuổi nhá. Nào, chúng mình hãy quan sát sân khấu của trường chúng mình này. Chúng mình thấy có nhiều hoa không? Và câu hỏi dành cho chúng mình như sau. Cô đố chúng mình biết hoa mai có màu gì? Ai biết nào? Cô mời con. Con vàng. Con thưa cô. Ah,
cổ vũ cho các bạn trên sân khấu nhá. Nào, âm nhạc bắt đầu. Cái gì nhở? Cô chuẩn bị cho chúng mình cái gì kia, chúng mình có biết không? Có từ cô đi túi. À, bạn có ý kiến là cái túi. Ai có ý kiến khác nhở? Cái gì hả các con? Rồi, cô mời các con nhanh nhẹn lên sân khấu nào. Rồi, giỏi quá. Các con đã nhảy đến đích rồi. Xin mời các con hãy bật trở lại. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên.
quê của cô nhưng về đội nào các con? À, bên này gọi là đội đỏ nhá. Đội nào? Đội đỏ, vậy là đội đỏ đã giành chiến thắng. Còn bên này có một anh chàng mặc áo dài màu xanh rất là đẹp trai nhưng mà hơi yếu một chút nên là chưa giành phần thắng trong trò chơi này đúng không? Nhưng các con cũng đã rất là cố gắng. Một tràng vỗ tay thật to dành cho đội màu xanh. Rồi, cô Hường xin mời các con di chuyển về vị trí ngồi của lớp mình nhá. Rồi, bên tay trái của cô Hường sẽ đặt tên là đội Thánh Trưng. Và bên tay phải của cô Hường, à bên tay trái của cô Hường sẽ là đội Đánh Giày. Bên tay phải là đội Thánh Trưng. Chúng mình nghe rõ tên của chúng mình chưa? Nào, hai đội cố lên nào. Một tràng vỗ tay to nữa dành tặng cho đội Cánh Giày vì sự cố gắng của các con nào. Rồi, cô cảm ơn các con và cô mời chúng mình sẽ di chuyển về vị trí ngồi của lớp mình nhá. Trò chơi rất là vui nhộn. Nào, các bé 4 tuổi đứng dậy, cả trường cùng chơi nào. Nào.
sau mỗi lần nhảy xong chúng mình sẽ giơ cao. Mà con mang lại ý nghĩa, xua đuổi tà ma, mang lại may mắn và hạnh phúc cho một năm mới đấy. Hôm nay, sắp kinh dịch cho nhà trường chúng mình có bác Nguyễn Đắc Diến đến tham dự. Và bác là đại diện của ban, đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường, cũng là chi hội trưởng của lớp 5 tuổi A4. Bác về tham dự chương trình và cũng dành tặng cho các con 2 dàn pháo hoa. Sau đây, cô xin mời các con, chúng mình hãy dành một tràng pháo tay thật to, cảm ơn tình cảm của các bác nào. Và chúng mình sẽ nhẹ nhàng di chuyển.
của cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.